thì nhanh lên cho ta đây. Ôi trời ơi, nó đi đưa tôi vô đây vậy? Bây giờ chuẩn bị đi, ta sẽ thí nghiệm người đó cái tên kia. Cái gì? Thí nghiệm tôi hả? Đúng rồi, bây giờ ngươi hãy chui vô cái toilet đó đi. Ê, không được đâu. Không được hả? Vô đi. Được rồi, xả bồn cầu thôi. Đấy chưa? Vậy là thí nghiệm thành công chưa ta? Vậy là thành công rồi đó. À, cái gì? Đừng dám thí nghiệm ta hả? Skilly skilly bop bop, yes yes. Skilly skilly pee. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin thời sự ngày hôm nay. Gần đây có một số người phản ánh rằng toilet họ có một tiếng gì đó rất là lạ. Một số người cho rằng bồn cầu của họ đã bị nguyền rủa, còn một số người thì mất tích không rõ nguyên nhân. Một số người cho rằng khi mà tiếng nhạc Skibidi phát ra từ bồn cầu, mọi người nên tránh xa nó ra. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ điều tra thêm. Cảm ơn các bạn đã xem. Ôi ơi, hết thời sự luôn rồi. Ê, nhưng mà sợ quá, nhìn thấy ghê quá. Ôi đáng sợ. Ờ đúng rồi, không biết có thiệt không nữa. Mọi người tin cái này thiệt hả? Ủa này sao vậy? Đùa có mấy ông phóng sự viên à. Trời ơi, trò đùa vậy, nhưng mà thấy cũng ghê chứ bộ. Các bạn có tin cái chuyện này không các bạn ơi? Chuyện gì mà cái toilet bị nguyền rủa rồi các thứ skibidi gì đó, cái gì không hiểu các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ cứ nghe thì cứ gọi là phòng tránh cho nó an toàn chứ biết sao giờ. Trời ơi, mấy ông có sợ hoài đây, để tôi đi toilet cho mấy ông coi nè. Trời ơi, dắt tôi đi toilet rồi, dắt dũng cảm quá vậy trời. Để tôi... Trời ơi, tôi mở cửa cho người ta nhìn xong rồi, đừng có nhìn trời dắt này đâu. Nó muốn đi toilet để nó chứng minh toilet không có gì sợ hết. Các bạn ơi, để coi sao nha. Hy vọng là không có chuyện gì xảy ra. Ủa sao? Ôi, chị mèo có nghe âm thanh gì nó phát ra từ toilet không vậy? Ôi trời ơi, tôi gà em có nghe gì em không? Có nghe, em nghe cái âm thanh skibidi ngum ngum dắt dắt gì nó phát ra từ trong toilet của Dắt ơi. Ôi Dắt ơi, Dắt có nghe em vậy? Dắt có sao không vậy Dắt ơi? Ủa sao Dắt không trả lời mình gì ta? Ê tôi gà ơi, Dắt nhà sao rồi? Trời đất ơi, không biết nữa, nhưng bây giờ mình có nên mở cửa không? Lỡ Dắt có đang đi toilet sao các bạn ơi? Ê, nhưng mà bây giờ lỡ Dắt có chuyện gì, bây giờ mình phải mở cửa ra mới được. Dắt ơi, Dắt có sao vậy? Ôi trời ơi. Cái gì nó chui ra từ cái bồn cầu vậy các bạn ơi, nhìn kìa. Trời đất ơi, rốt cuộc nó là con gì vậy? Ôi Dắt ơi, Dắt kìa, Dắt ơi, Dắt ơi, Dắt bị nuốt xuống cái bồn cầu luôn rồi các bạn ơi. Liệu đó có phải là cái con mà gì mà tụi nó kêu là nguyền rủa không vậy trời? Sao nó hát gì nhức đầu quá vậy? Chạy lẹ đi, đi ra chạy lẹ đi. Trời đất ơi, bây giờ cậu phải làm gì nữa? Đó chính là chúng ta phải xây nhà an toàn. Đúng rồi các bạn ơi, cái con skibidi nó đang đứng theo tôi kia. Cái toilet nguyền rủa là có tiền. Trời ơi, hát hoài vậy. Mệt. Nhưng mình cắt đuôi được nó rồi hay sao? Mọi người để coi thử coi nó đã ở kia kìa các bạn ơi, nó đang truy tìm tụi mình kìa. Ôi nữa chỉ là cái con skibidi gì đó các bạn, coi lát gì đó các bạn comment là tôi mới biết luôn. Thì ra cái ông thời sự kia nói là có thiệt, chạy mà Dắt nó không tin, bây giờ nó nhận hậu quả là bị nuốt chửng luôn rồi. Nhìn nó đi luôn rồi kìa, nó đi luôn rồi kìa. Bây giờ tranh thủ đi mọi người, trước khi nó quay lại nó tìm tới chúng ta phải xây một cái nhà an toàn thiệt là nhanh và thiệt là gọi là an toàn luôn nha các bạn ơi. Nhanh lên, thấy cái chỗ này có vẻ an toàn nè. Bây giờ mọi người chia ra mỗi người một công việc đi, để chúng ta có thể bắt đầu xây một cái căn nhà an toàn thiệt là xịn các bạn ơi. Được rồi, bây giờ trước tiên bây giờ suy nghĩ bây giờ xíu mà xây nhà an toàn. Chúng ta nên xây nhà an toàn bằng cái gì đây các bạn? Bình thường thì bây giờ cái con skibidi này nó là một cái toilet, nên chúng ta sẽ quyết định cái xây nhà an toàn bằng một hình cái toilet luôn. Mà gớm quá vậy. Trời đúng rồi, thúi ạ. Trời ơi, thúi gì đâu, tại vì mình đang đối phó với con skibidi toilet mà mọi người. Trời ơi, kệ thúi đi bây giờ. Bây giờ chúng ta quan trọng là mạng sống chứ thúi gì không có quan trọng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ xây một cái toilet thiệt là khổng lồ các bạn à. Được rồi, xong rồi các bạn ơi, tụi mình đã xây xong một cái toilet khổng lồ rồi. Mọi người ở dưới xong như vậy, mọi người ở dưới xong như vậy. Xong rồi, xong rồi nè. Ôi, tôi đang đặt nốt mấy cầu thang ở đây xuống dưới coi chị mèo sao ạ. Ở giữa cái bồn cầu sẽ có một cái dũng đất để nhảy xuống. Ấy cha, ôi chị mèo đang đặt mấy cái bồn cầu bên trong cái bồn cầu sao? Trời đất ơi, ở đây còn có một cái hệ thống nước để chúng ta có thể đi lên trên và theo dõi. Mình phải đi lên trên được, mình có thể theo dõi được gọi là toàn cảnh cái căn nhà an toàn của chúng ta đó. Được rồi, vậy là bây giờ chúng ta đã xong cái căn nhà an toàn bằng cái toilet rồi coi. Và bây giờ chúng ta sẽ tới làm những cái bẫy để chống lại cái con skibidi đó. Các bạn hãy cùng theo chân mình để coi video nào. Và bây giờ mình sẽ đặt một cái cửa đây đó, đây chính là cái cánh cửa toilet để các bạn mở ra đóng vô của cái phía dưới toilet. Sau đó mình sẽ mở rộng cái chỗ này ra, mình sẽ kéo dài cái chỗ này ra để tạo ra một cái chỗ gọi là để mình xây những cái bẫy đó các bạn. Hai người thì làm hai bức tường hai bên nha, còn tôi okay. Làm ở giữa cho. Ok. Được rồi, bắt đầu thôi nào.
ở đây và ở đây nữa. Được rồi, vậy là xong rồi đó các bạn. Chúng ta đã xây xong một cái đường đi rồi này các bạn đó. Nó xây dựng cái đường đi này từ cái chỗ bắt đầu bên này cho nó trải dài tới cái toilet của mình, và trên những cái đường này chúng ta sẽ đặt vào đó những cái bẫy thiệt là xịn để có thể chống lại cái con Skibidi toilet này. Được rồi, thì các bạn có thể comment ở dưới để gợi ý cho tôi những cái loại bẫy mà các bạn muốn tôi làm nha. Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt tay vô làm bẫy thôi nào. Thì bẫy đầu tiên tôi sẽ làm nó liên quan tới một thứ nó khá là thúi. Tôi đang cầm trên tay và chạy đây đừng có lo. Cái này chỉ là bom thôi nhưng mà nó có hình dạng như là một cục phân gì các bạn ơi. Thì mà đi nó đạp dính cái này một cái thì các bạn có biết chuyện gì xảy ra không? Được rồi, bây giờ Huy đi vô đi. Được rồi. Ơi, tôi biết cái gì vậy? Trời đất ơi, đó chính là cái quả bom độc nhưng mà nó có hình cục phân, là một khi đạp vô một cái bạn sẽ bị dính độc. Và chính là cái bẫy đầu tiên dành cho cái con Skibidi toilet đó cả. Và bây giờ chúng ta sẽ đặt thiệt là nhiều quả bom phân này lên. Và một cục cuối cùng hãy cho. Ơi, cái gì mà lớn gì tôi vậy? Trời đất ơi, một đống luôn các bạn, gì nó bốc mùi thối quắc luôn kìa các bạn ơi. Nhưng mà không sao, mặc dù hơi thối nhưng mà đây chính là một cái quả bom, nó rất là hiệu quả, có thể tiêu diệt cái con Skibidi đó các bạn. Và đó chính là cái bẫy đầu tiên của tôi cả. Còn bây giờ chúng ta tới cái bẫy tiếp theo thôi chị Mèo ơi. Cái bẫy tiếp theo ở đây, chúng ta sau khi đã sử dụng cái bẫy gọi là từ cục phân thối thối, chúng ta sẽ sử dụng tới cái bẫy gì đây chị Mèo biết không? Đây chính là một cuộn giấy vệ sinh đó các bạn. Đây chính là một cái vật dụng không thể thiếu trong cái toilet được. Và bây giờ mình sẽ áp dụng nó làm cái bẫy. Và cái bẫy này nó hoạt động như thế nào thì bây giờ nó có một cái cuộn giấy vệ sinh khổng lồ nó đang được lắp sẵn ở đây. Và bây giờ chỉ cần gạt cái cần này một cái hãy cha thì lập tức sẽ xuất hiện một cái cuộn giấy vệ sinh nó lăn ra. Tiếp theo đó các bạn ơi, đó chính là cái cuộn giấy khổng lồ các bạn, nó sẽ lăn ra và nó cuốn cái con Skibidi toilet luôn các bạn ơi. Trời đất ơi, làm gì vậy? Tôi trời ơi, xin lỗi em test thử thôi mà. Trời ơi, hên mà chị chưa đạp vô mấy cái bom á. Được rồi, mà được rồi, chuẩn bị tới cái bẫy tiếp theo đây các bạn ơi. Ôi, bẫy tiếp theo là gì vậy? Nó có gì nó qua lại đúng rồi, đúng rồi đây chính là cái gậy thông bồn cầu. Các bạn có biết cái gậy này không? Thì mình đã áp dụng nó để làm cái bẫy này để làm gì? Đây chính là cái cây cầu để đưa chúng ta qua. Bây giờ mình đã tới rồi, mình sẽ hút mình lên. Hãy cha tôi bị hút lên rồi đây các bạn ơi. Nó hút cái đầu tôi qua bên đây rồi. Và đây chính là như kiểu cái gọi là cái cáp treo đó đưa mình qua đó cả. Bây giờ Huy thử hút qua thử coi. Huy ơi Huy bị hút lên rồi kìa các bạn. Rồi chuẩn bị bấm xin tôi này nhảy xuống. Đúng như vậy. Thì nếu như vậy thì chúng ta có thể qua được bên này. Nhưng mà cái vậy thì liên quan tới cái gì cái nó bẫy đúng không các bạn? Và đúng như vậy, khi mà cái lượt cái con Skibidi nó đu cái đầu nó hút nó dây qua đúng không, thì mình sẽ cần gạt cái cần này một cái thì lập tức cái này nó sẽ nhả xuống dưới và lọt xuống lava, nhúng cái con Skibidi xuống lava luôn các bạn ơi. Bây giờ tới lượt chị Mèo qua để mình thử nghiệm cái cần gạt luôn. Được rồi, gạt cần một cái nè. Cứu chị Mèo lên. Trời ơi, xin lỗi, chị đập vỡ cái chỗ này luôn. Được rồi, vậy là các bạn đã hiểu cái bẫy tiếp theo rồi đúng không các bạn? Được rồi, và chuẩn bị tới cái bẫy tiếp theo đây. Huy nó bơi, đây chính là cái bẫy gì đây? Giờ mọi người nhìn thấy đây là những cái gì không? Biết không? Đúng rồi, đây chính là những cái camera, không phải để quay video. Tại vì cái con Skibidi đó nó được tạo ra, theo mình tìm hiểu là được tạo ra từ những cái đông đầu camera nên là nó rất sợ camera và đặc biệt nó rất sợ flash các bạn. Nên mình sẽ sử dụng cái đèn camera này để mình chụp flash vô mắt nó để nó bị mù mắt. Mình sẽ thử cho các bạn coi, để chỉ cần bấm vô một cái là nó chụp. Hãy cha đó, nó sẽ bắn ra một cái tia flash. Nếu mà dính trúng luôn cái con mắt của cái con Skibidi nó sẽ bị mù và không thấy đường luôn. Còn bẫy tiếp theo các bạn nhìn lên trên đi, các bạn sẽ thấy cái gì đó. Huy nó thấy cái gì đó? Không phải bình sữa, đây chính là cái bình thuốc tẩy rửa. Cái bình mà thuốc mà để tẩy bồn cầu đó. Và chỉ cần xíu nữa con Skibidi đi ngang, mình sẽ làm cho cái bình này nó chốc ngược xuống và đổ cái nước tẩy rửa, cái nước axit nó vô đầu Skibidi để Skibidi bị dọn sạch luôn. Ủa, còn bẫy cuối cùng là gì? Đây, còn bẫy cuối cùng đó chính là nó nằm đằng sau lưng tôi. Đây chính là bẫy bắt cua toilet các bạn ơi. Và chúng ta sẽ phải nhìn vô những cái toilet này để chúng ta bắt cua qua. Tại vì ở dưới đó chính là một cái máy hay là máy thông bồn cầu đó lại. Tại vì một kỳ nó đi xuống một cái thì bị cái máy này nó ép dẻo nó trở thành như là cái cuốn tay sinh gum luôn đó. Nên mọi người cẩn thận đó nha. Còn bây giờ thì chúng ta bắt cua qua thử này đó. Mình sẽ nhảy lên những cái bồn cầu này đó. Qua đây rồi, nhảy qua đây và cuối cùng trời cha, qua được rồi nè. Ủa mà nếu mà con kia nó bắt cua theo mình thì sao? Không có được đâu, tại vì nếu sau khi mình qua được đó, mình chỉ cần cầm cái cục này mình chọi vô đây. Hay cha, ôi quay trời không quay. Hay cha đó, lập tức cái bồn cầu nó sẽ mở và nó rớt xuống dưới. Thì con Skibidi nó đang đứng trên cái bồn cầu đó, nó sẽ bị rớt xuống dưới và nó sẽ bị gọi là bị ép dẻo lên cục dẻo là mình chỉ cần qua rồi này thử cái nữa nè. Hay cha đó, lập tức nó sẽ mất cái dẻo để bắt cua luôn các bạn. Ôi giờ sao chị Mèo qua. Vậy là chúng ta đã xong hết những cái bẫy. Nhưng mà còn một cái bẫy cuối cùng, đó chính là gọi là vũ khí bí mật. Nhưng mà các bạn phải coi hết video các bạn mới có thể biết được. Nhìn hãy nhớ là coi hết video để xem thử cái bẫy vũ khí bí mật đó là cái gì nha. Các bạn có thể đoán bằng cách comment ở dưới nha. Còn bây giờ thì chúng ta chuẩn bị đối đầu với con Skibidi toilet. Tôi đã nói rồi, đóng cửa ăn nhãn toàn lại và đi lên trên này. Đi lên trên này chuẩn bị chờ cái con đó tới. Là bây giờ trời nó vẫn sáng, không biết bao giờ con đó mới tới đây. Con Skibidi toilet kia ngon mày tới đây coi. Trời tối luôn rồi các bạn ơi, nhưng mà cái con Skibidi nó vẫn chưa tới nữa mọi người à. Sợ rồi nó không tới ta. Ủa có khi á, nếu mà nó sợ nó không tới vậy thì càng tốt. Trời đất ơi, dầm bài con Skibidi. Nhìn kìa. Ủa cái gì? Tôi thấy cái bóng dáng nó rồi kìa, đúng không Huy với chị Mèo ơi? Ôi, nó bắt đầu ăn rồi kìa. Nó đang tới rồi kìa các bạn. Được rồi, vậy thì bây giờ nó đang tới rồi. Thì chúng ta chuẩn bị sẵn sàng thôi mọi người, chuẩn bị chiến đấu nha. Được rồi, bây giờ tôi sẽ phát cho mọi người một cái này nè. Đây đây,
mọi người cầm lấy đi, cầm lấy đi, cầm lấy đi đó. Cái gì mà túi vậy? Đây chính là những cái cục phân mình dùng để chọi vào mặt đó để tôi thử cho các bạn coi nhở. Tụi mày tới kìa, mày coi, mày tới đây, mày coi, mày tới đây. Con kia nó tay, hay chọi vào mặt đó, hay chọi. Ôi trời, mà trời, ở đây này, đây này, dính này, coi nhở, xuống quá, xuống quá. Mày đây con, đó, chúng ta có thể chọi vào mặt đó. Ôi trời, 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 nó bắt đầu lên rồi kìa, nó bắt đầu lên rồi kìa. Đừng ai chạy qua cái chỗ này, Được rồi, bây giờ tới lượt ổng đây các bạn, chuẩn bị nha anh em. Ôi, ổng lên rồi kìa. Được rồi, tới lúc gạt cần thôi, dùng cái đầu ổng xuống nè. Chết mày rồi con, chết chưa. Ôi, ôi, này Skibidi nè các bạn, ổng bị dính cái đó vô cái đầu, ổng bị nhúng xuống lava, mắc cười quá các bạn ơi. Ổng bị nhúng xuống lava, mắc cười quá mọi người ơi. Ok vậy. Ủa bay ông cười cho hả? Chịu đi, chịu đập mặt. Được rồi, vậy là nước nó bắt đầu chảy ra rồi đó. Nước bắt đầu đổ xuống rồi kìa các bạn ơi. Đúng rồi, chúng ta đổ cái đầu ông đây. Tắm nè, tắm cho trong nước tẩy rửa bồn cầu này. Đây chính là nước tẩy rửa bồn cầu. Ông bị sinh khói rồi kìa các bạn. Nước này thường dùng như là kiểu nước viêm để mà gọi là cọ rửa bồn cầu khỏi những con vi khuẩn nữa coi. Mà bây giờ ông này là cái bồn cầu nên mình quyết định là dùng để cọ rửa ông luôn. Rồi, chết chứ ông chưa coi, cháy chưa. Nóng quá. Trời ơi, ông bị nóng vậy coi. Được rồi, nhân lúc ông đang bị nóng thì bây giờ mình bắt cua đi đây mày, mình nhảy qua những cái bồn cầu đi. Được rồi, nhảy lại đi đây. Phải chờ được rồi. Cố lên đây mày, nhảy tiền là chuẩn lên nha. Được rồi. Qua lẹ đi anh em ơi. Được rồi, chị mẹ qua. Được rồi, Huy đắp rồi. Được rồi, bây giờ ông sau khi ông đã hết cháy rồi, bây giờ tới lượt ông bắt cua đó các bạn nha. Chuẩn bị nha. Giờ tới lượt to nhảy nè. Không lẽ đã đến lúc chúng ta phải sử dụng tới vũ khí bí mật sao các bạn? Tiếp đâu, không tiếp đâu. Không kịp quá trời ơi, ông lên đây luôn rồi các bạn ơi. Được rồi, lúc sử dụng vũ khí bí mật rồi các bạn ơi. Ủa chị Mèo đâu rồi? Chị Mèo hả? Chị Mèo ở trên kia kìa. Ở trên gì mà trên? Chị Mèo ơi, đúng đi, đúng rồi. Nước chảy xuống nè, đúng rồi. Xả bồn cầu nè, rồi. Trời ơi, ông sẽ bị tuôn xuống lên bồn cầu các bạn ơi. Nước đang chảy xuống nè, tạm biệt ông nha. Nói vậy là vũ khí bí mật của tôi đó các bạn ơi. Nước đang chảy xuống, nước đang chảy xuống kìa các bạn. Và ở dưới đó chính là cái chỗ để xả bồn cầu. Ông đang bị chui xuống dưới kìa các bạn. Ông bị chui xuống dưới kìa các bạn ơi. Được rồi. Bây giờ đóng lại, đóng lại. Được rồi, đóng lại. Được rồi, ông bị chui xuống dưới kìa các bạn. Rồi. Được rồi, tiêu diệt ông thành công rồi. Các bạn có bất ngờ không khi mà vũ khí bí mật của tôi đó chính
chính là cái nút xả toilet chứ, nút xả bồn cầu ở trên này mà mình đã kêu chị Mèo là chị nhảy lên đây để bấm cái này, để bấm một cái là nước bồn cầu đây xả ra cái bạn trời ơi, và ông bị cuốn xuống dưới luôn rồi. Vậy là mình đã thành công tiêu diệt con Skibidi Toilet rồi. Được rồi thì cảm ơn tất cả các bạn đã xem video, các bạn thấy về đừng quên để lại cho tôi một like, một subscribe cũng như cho mọi người xem tiếp. Bây giờ chúng ta phải đi giải cứu giấc cái này mà. Ôi trời chị Mèo trời ơi, 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 trời ơi,